Một mẫu bay thủ nhà chính tha hơn 11 bay cúp huyền thoại khá là ổn áp cho anh em áp dụng luôn đây các bạn ơi. Let's go. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với mẫu bay của sếp toàn bộ nhá. Một mẫu bay nhà chính tha hơn 11 bay rực rỡ luôn. Và khi mà đã bay cúp thì thực kệ, mặc kệ tài nguyên, đứng cứ để ra hết ở ngoài. Và mẫu bay này khá là trôn với tỷ lệ 1 sao khá cao. Và đường link của mẫu bay chắc chắn vẫn như mọi khi, anh em chỉ việc bấm vào copy về sử dụng. Tất cả nội dung ở trên Akari Gaming đều là miễn phí các sếp nha. Và bây giờ chúng ta cùng đến với những trận thủ nhà nào các bạn ơi. Mà trước khi vào ấy thì đang có rất nhiều gói ưu đãi ở đây anh em này. Nếu các sếp nào mà chưa nhập mã Akari thì nhớ nhập mã ngay trước khi mua các gói này nha. Có 2 ngày cho các bạn để mua. Và vé vàng hay gói gem ưu đãi đều ok hết các sếp ơi. Let's go kiếm trận thủ nhà này. Đây là một trận đánh Super Wish. Wow, đến từ một người chơi Town 12. Khét nhè. Để xem nào các bạn ơi. Trời, Wish mắc cấp độ luôn à. Go Wii Wii đây. Đây, ui dồi ôi, go lầm ủi bên kia. Wish hai bên và như vậy là họ dàn hàng ngang ra. Chất quá nhỉ. Đội quân đang khá chiến đấy. Như vậy là kẹp cả Wish thường với cả là Super Wish đi hai bên các bạn ạ. King Queen đại quân vào hướng ở giữa. Ôi, rồng trong này bốc vào khu vực nhà chính. Và anh em lưu ý thủ nhà bản thủ bằng Super Minion này, hoặc là Ice Golem có ở đây nữa. Rồi bắt đầu công quản giáo trong ca này. Như vậy là trận này cũng chỉ bốc được 2 sao thôi. Trận này là cũng chỉ mang 2 sao đi về. Ok, lại ngon rồi. Thoải mái chiến nha anh em nhá. Một trận này chuẩn bị tiếp tục đến với trận thi đấu tiếp theo nữa, cho anh em thấy được hiệu quả của mẫu bay. Và cái cụm này đại bàng ở riêng và nhà chính ở một góc khác, để tha hồ tranh thủ cho đại bàng bắn chùa luôn ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một trận thi đấu bằng rồng điện Bloom đến từ thì bạn này không biết. Đây là nhà chính Than 12 đây rồi. Rồng điện là rồng điện 3 rồi. Đã đầu tư xét hạ được một cái air defense nhà. Ồ, bục luôn cây thổi gió. Tấn công mặt 6 giờ và 9 giờ rồi. 9 giờ 12 giờ. Ra gì đấy. Và chơi thả đá trong tơn này luôn. Dàn quân đẹp phết nhỉ. Rồi toe rồi. Rồng tản ra rồi. Góc 9 giờ không căn góc. Đứt. Bị dụ ngay. Xoáy ở ngay chính diện khu vực nhà chính. Đã hạ được một em luôn. Vâng, rồng điện bốc được vào chỗ nhà chính là rất nhanh chóng. Mà bên này là Inferno một tia. Một bên kia là nhiều tia, bên này là một tia các bạn nha. Và ở chỗ đại bàng có tận hai cái air defense phòng thủ luôn. Rồi cái đống đấy vào đây. Một rồng điện góc hướng 1 giờ đã rộng. Inferno một tia các bạn, kính tầm này nó quét là rộng lắm đấy. Chỉ cần sơ sảnh một chút xíu thôi. Vào đây là nó nướng hết. Tầm này bắt đầu bạn ấy dồn King Queen vào hướng ở góc còn lại. Và lụm thêm được phần trăm nào thì lụm. Như vậy là không bốc được hà 3 sao đâu. Và không phải là cứ nhà chính cao hơn là lụng được 3 sao dễ đâu nha. Không có đâu bạn ơi. Và như vậy là đã đứt cho đội bạn trong ca này. Chỉ được 2 sao thôi. Inferno một tia phải nói đứng ở cái vùng này đốt là rất tốt. Sao hạ cánh an toàn. Một mình nó chấp hết đấy. Kinh đứt bạn ạ. Đi xa luôn nha. Đấy. Thủ như thế này thì vâng lên cúp nhanh lắm. Tiếp tục một trận đánh bằng Minehawk McQueen ở nhà chính Than 12-65. Ok. Rồi tới công chuyện luôn nào. Tới công chuyện nào, đi Queen này thủng vào đây. Tốt. Và như vậy là đầu tư một Bloom để thăm dò xem có gì không. Có một bom đèn khá tốt trong ca này. Tiếp tục thêm một Bloom nữa đây. Cuồng nộ đã có và siêu công thành binh mở lối là rất tốt. Úi dồi, bốc được thêm cả bom bẫy này nữa rồi. Em Queen quay sang để tiêu diệt những em bẫy bay này đây. Super Wizard ở trong lính hội thành cơ. Ừ, ca này chắc là xin được con gì thì bỏ con đấy thôi. Anh em nên xin lính thủ là Super Minion nha. Queen đang đi rất phấn khởi này. Vậy là muốn cho bạn để vào chỗ đại bàng để cắt. Nhưng mà không,
nó đã đi lệch theo cái hướng khác rồi. Tiếp tục này, mở vào đây nữa để Queen bắt vào. Đại bàng ca này sẽ bị những em miner với cả Hawk vào góc 3 giờ lụm rồi. Queen quay vào trong không? Phải bằng tiếp. Quyết định gồng rồi. Như vậy là quyết định gồng rồi. Không có băng trong tờn này. Vâng, được một băng đã xử lý rồi. Ifro để hay thật. Giặt Queen oảng ngay ạ. Tốt, anh em đang chạy hết cả vào đây. Queen 65 là mắc ở nhà chính town 12 chứ đâu phải đùa đâu. Và ca này thủ bằng Super Minion đang rất là hiệu quả đây rồi. Rung em Queen. Phải nói là vị trí đặt Ifno 1 tia nó quá hay anh em nha. Tiếp tục này, Super Minion thoải mái đứng ở đây xử lý này. Rồi quản giáo vẫn đang hỗ trợ. Cánh quân thì chạy bốc vào chỗ Ifno nhiều tia chứ nè. Hai Super Minion triệt phá quá tốt. Ấy là lý do mà anh em nên sắm Super Minion để thủ nhà trong cái mấy bay này. Hoặc là ở các nhà chính town 11, 12 cũng vậy. Mình thủ vua mình cũng thường xuyên sắm Super Minion lắm. Thủ hay anh em. Chỉ cần bỏ qua lỡ một bình độc mà không trúng nó thôi thì thời gian còn lại em tranh thủ nó bốc được hết. Cả này là tím rồi. Tím lịm cho sếp rồi. Ui giời ơi, đùa mình sẽ được với bọn tôi. Toàn nhá, 71% một sao. Ui giời. Tiếp theo là một trận đi Queen với cả là Baby Valkyrie nữa ạ. Được đấy nhỉ. Bạn ấy dồn cắt Baby ở trong tình huống này góc dưới. Rồi tới luôn. Vâng, đục cái combo này là combo đi rỉa khét đấy. Và có một bịch nhảy kia để mở lối. Nếu mà Valkyrie vẫn thông vào trong được thì vào nó quẩy lụm khu vực nhà chính. Và cái hướng đi Queen của bạn này là nhắm nhe chạy thẳng vào khu vực nhà chính rồi. Mình vẫn thấy hay ở cái mẫu bay này, đó chính là điểm nhấn mà để hai cái Inferno các bạn này. Và một bên là Inferno một tia và một cái là Inferno nhiều tia để bên này. Mà cứ để Inferno một tia là nó lụm sạch luôn. Ca này đang đi Queen khá tốt. Bốc đi bạn ơi. Dồn vào đâu nữa đây? Rồi. Ha ha ha. Chỗ này nguy hiểm lắm. Bạn không mở phá tường thì bạn căng đấy. Thấy chưa anh em? Vị trí đặt Inferno rất hay. Tím ngay. Một va băng muộn thì tím ngay. Rồi, vâng, xin mời bạn quay vào ô bốc ruốc. Lúc này là thả vội. Vâng, thả nhanh, thả vội. Không là đứt mất. Rồi cũng không còn cái gì nữa luôn. Vâng, cuống mà tầm này là cuống rồi. Valkyrie nó sẽ không vào nhiều. Và nó có vào cũng không vào nhà chính. Bởi vì sao? Bởi vì có xoáy. Và nhà chính không phải là một công trình phòng thủ. Thủ nhà bằng là Bloom thôi. Rồi rồi rồi, hết nước chấm này, hết nước chấm này. Còn đúng cái nịp thôi sếp ạ. Ấy trời ơi, xin chúc mừng bạn quay vào ô tạch lô. Một sao cầm về. Mẫu bay ngon ok anh em, nhớ nhập cái mã Akari ủng hộ mình trước khi các bạn mua gói nha. Và tất cả mẫu bay đều miễn phí cho anh em copy nha. Tiếp tục này. Rồi đây là một trận đánh bằng Gobo Wii đây các sếp này. Golem Bolo với cả là Wish đây các bạn. Và bạn ấy càn ác, càn thẳng vào khu vực nhà chính luôn đấy nha. Rồi trâu hút đâu? Có ngay xe lăn, xe phóng gỗ rồi các bạn. Mặt này là Inferno nhiều tia, tranh thủ đốt xương khét lẹt lẹt. Em Queen làm sao mà đỡ được. Cả này ném đá thêm cuồng nộ nó quẩy cho thì thôi rồi. Ý xời, bên này một bom trụ quý giác trưởng hết tất thảy. Đám bowler cắt góc 9 giờ. Toàn luôn. Thủ nhà vẫn là Super Minion với cả là Wizard. Ấy giời. Dòng điện rồi, tranh thủ cơ hội. May mà giật được một hit khi có cuồng nộ. Chứ không thì pha này chắc chắn một sao. Bởi vì sảnh với hai em Super Minion, Super Wizard nữa thì thôi rồi luôn. Đội bạn bốc không kịp đâu. Quản giáo này. Hớ hành quên gồng này. Thả hồi máu này. Thả băng này. Lia làm sao được. Bạn cất dành quả gồng để mà lia. Nhưng mà lia làm sao được trong tên này. Đỡ làm sao được bạn ơi. Sợi bay tôi cứng lắm. Ca này cũng chỉ 2 sao thôi anh em. Đấy, đường link của mẫu bay luôn miễn phí cho tất cả các bạn. Copy về nhà anh em nha. Lưu ý đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha các sếp.
Rồi, uy tín luôn. Đấy, anh em nó có những mobile hiệu quả ở các cấp độ nhà chính như thế này nữa thì anh em cứ liên hệ tới nha. Thoải mái làm video bay để chia sẻ cho tất cả quý vị và khán giả luôn. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video sắp tới nha anh em. Và đừng quên nhập mã Akari trước khi các bạn mua vé vàng, xem hay những gói ưu đãi này nha. Bye bye các sếp.